lấy hai tay anh bóp cái vòng cho em đó, đó mà con thấy là chi chi quay nhạo không nha, mấy ông già xưa chữa chi quay nhạo không đó. Cái này mình có duyên lắm mới được mua nè. Ông già xưa ông có chỉ có hai đôi thôi, hên là á. mình lên mình ngay cái lúc mùa dịch đó là mình lên mình mua phỏng luôn á. Con chào ông Vũ, chào anh chị mình. Hôm nay là 10 tây tháng 2, cũng là mùng 10 Tết, thì đến với cái mục mà giao lưu với nhà vườn á, thì hôm nay có cái dịp mà đến cái nhà vườn của anh Khải ở cầu Chợ Lách ha, cầu Chợ Lách, gần cầu Chợ Lách khoảng một cây số. Thì ở đây chủ yếu là dạng niên tùng, chủ yếu là dạng niên tùng, có một số cây lớn tiền và một số cây nhỏ, thì mời bà con mình theo chân ông Vũ tham quan, và có thể có những cái cây nào ưng ý thì mình giao lưu. Rồi chào anh Khải, anh hướng dẫn cho em coi một số cây của anh cho bà con mình coi đi, rồi ở ngoài vô ha. Đây Đây là cái này là tùng lá hán không ạ? tùng À? Cái này là ở trong cái chậu mình bỏ xuống cái đồi mình chơi nè, mới bỏ xuống. Cây này đế đẹp, cây cành cổ đế đẹp thiệt, lấy cái tay bóp bóp thử. Cái này chắc cũng tên 50 cái này hả? Cái này bệ này là 140 nè, tâm còn tư cái hoành thân thì 70, hoành thân cao mấy sáu. Cái cốt cành này là 30 hoành nè. Cái chân cành một á ha, Chân cành một đó là 30 hoành. quá quá đã ha. Còn cây cây bự này, cây bự này cao 6 mét, cao 6 mét. Cái cành một này là 30, mỗi cái cành vậy là 30 hoành hết nè. Cành một, cành cành hai, cành tám gì tới là 30 hoành. Đo đo trên cổ đế là 116, còn đo cách lên đây mà 20 phân thì nó tới 100, ngang 5 mét. Quá trời bự luôn. Những cây này thường thường mình xài phân thuốc gì anh Khải? Cái này mình thường là nó bị gầy với việt sáp nhiều. Cái nấm không quan trọng, cái nấm là không có sao đó. Nấm cũng như là nấm nấm tốt ha. Cái nấm này là nó đúng là áo của nó để mình nấm không cháy da thôi. Không, cái nấm thường thường cái rong nè, này là rong nó bám vô da nè. Nấm có lợi phía trên ha. Còn mình xài phân thuốc thì thường là hồi đó là xài về gen, người gen gen đang trị ba cái việt sáp gầy rồi nè. Thì nếu mà mình muốn kích đọt cho nó lên đọt á thì mình bón phân 30-99, còn muốn cho nó kích rễ thì mình dùng cái phân NBM vậy thôi. Thường xuyên thì nó lên đọt, chuẩn bị lên đọt mình xịt nó cái, nó lên đọt khoảng 2 phân mình xịt nó cái nữa, rồi nó lên khoảng nó dần già đó mình xịt nó cái nữa, là một lần lên đọt mình xịt 3 lần, vậy là cây không sâu rầy mướt lắm. Mình xịt mình kèm thêm cái Atonit nữa. Cây này hoành quá quá lớn, anh lấy tay anh ôm thử coi cho ta biết. Đó, lớn 116, 116, 116 cái bệ nó tới 200 luôn nha. Cái bệ là cái bệ này nè. Cái bệ rễ ha. Bệ rễ đó. Quá. Còn đo cái gốc nó thì 116. Cái này cao nãy anh nói nhiêu quên tiêu. Cao 6 mét. 6 mét hả? Cao 6 mét, ngang 5 mét. Anh đứng so với cây tùng nè. Thấy không? Gấp 3 lần không? Đây. Đó. Quá quá đẹp không? Bên cây kế bên. Cái này 95 hoành. Ồ, nhớ dai quá ha. Ừ. Cái mình nhớ chứ. Cái tay cành này là cũng 30 luôn à. Cái này cái anh nói cây tùng gì? Tùng lá hán. Lá hán, còn dạng liên tùng. Dạng liên tùng là nó luôn đó. Cũng là nó không? Ngoài Bắc thì gọi là tùng lá hán, còn ở trong Nam thì gọi là tùng dạng liên. Này là tùng tái hay là tùng tùng này tùng bông. Tùng bông anh chị mình ha. Tùng bông chứ không phải tùng tái nha. Đây, em quay xa cao cho. 3m7. Cao 3m7 á. Ngang 2m5. Mấy cái cây này anh có giao lưu không anh Khải? Có. Anh đọc số điện thoại cho em đi.
0983 0983 373 373 506 506. Anh có xài Facebook gì không? Có, Facebook Lê Khải. Anh Khải xài Facebook Lê Khải, nhưng mà anh chị em mình lưu số điện thoại là tránh nha, để mình liên lạc cho nó dễ rồi giao lưu. Có những cây nào mình báo giá cho em không? Những cái này là tam can ngũ thường. Nếu mà tính về cái tùng La Hán mà tam can ngũ thường nha, là cây này thuộc loại lớn nhất nhì ở trong miền Nam luôn. Dòng tùng La Hán nha, riêng dòng tùng La Hán nha. Chứ còn mai chú thủy thì nó thuộc dạng bé à. Tại vì cái này là nếu mà tùng La Hán á, là cái cây này nó tới bảy mấy gần 80 hoành không. Đó, cây này nè là lớn nhất trong nhất nhì luôn á. Tại vì tùng La Hán mà sửa tâm ca cũng thường vậy, khó lắm, hiếm lắm. Cây này là thuộc dạng cây lớn rồi đó. Rồi. Cái tâm can ngũ thường này vậy nè, nếu mà nói về dạng tùng là lớn nhất nhì trong miền Nam luôn á. Nói chung tùng... mà mai chú thủy có nhiều, nhưng mà mai chú thủy có nhiều, mai chú thủy thì cây bự cây dày nó thuộc dạng cây so với mai chú thủy là nó nhỏ rồi. Em quay xa anh, đứng quay xa đó. Còn tùng La Hán mà như vậy là khó lắm, khó có cây bự như đó. Được hai cặp ha. Hai cặp. Cặp này to nè anh. Cặp này cây này tới 87 hoành luôn nè. Gần 90 hoành nè. Anh lấy hai tay anh bóp cái vòng cho em đó. Mà con thấy là chi quay nhạo không nha. Mấy ông già xưa sửa chi quay nhạo không đó. Cái này mình có duyên lắm mới được mua nè. Ông già xưa ông có chỉ có hai đôi thôi. Hên là ha. Mình lên mình ngay cái lúc mùa dịch đó là mình lên mình mua phẩm luôn á. Cái này làm sao lâu lắm. Ở có số cây này, cây nhỏ nhỏ là cây gì anh Khải? Cái này cái tùng, cái đó cây rùa đỏ. Có bán không? Có luôn. Có tỉa, có kéo rồi lấy tỉa coi có ai mua mình giao lưu quá. Giá nhiêu cây vậy? Mắc nhất. Cây này nó tương đương 1 triệu cây. Triệu cây bao ship ha? À đúng rồi, để tính kéo tỉa. Ồ, quái quá à. Quá nè. Ồ, cây này đẹp anh. Cái này là chắc dễ nè. Ủ sữa cái co này ngặt quá ha. Mà tỉa nhỏ lên thử coi. Đây. Rễ nó bỏ đi. Đây rễ đèn si búp đỏ hả? Si búp đỏ, này ngoài Bắc nó gọi là si búp đỏ. Hình như em có một cây em mua của một cần mà em chưa đem về em quên. Hợp. Mà cây nhỏ xíu đâu có bằng cây này bự, cây này đẹp nè. Mình tỉa đẹp lắm, cây này nó thành phẩm rồi. Mình tiệu anh bao ship luôn ha. Đẹp là bao ship luôn. Cho lửa ha, mấy cây bốn cây này. Quái à, quá thần quá quái. Cây này là được lắng nót từ nhỏ nè. Dễ mà nó bắt gì thôi, mà cái dòng này nó dễ sống lắm, dễ gì mà chết được. Cái này dễ sống. Hay thần vẫn quét không? Thần vẫn ngộ quá là. Ừ, đó. Rồi 1 triệu bao ship cho lựa cây si búp đỏ. Số điện thoại của anh Khải em sẽ để trên màn hình đó, anh chị em mình có giao lưu thì mình liên hệ. Đọc nha. À. Hả? Ồ, mấy cây kia cũng vậy nha. Mấy cây kia cũng vậy luôn đó. Cây nào cũng vậy hết đó. Còn cái chỗ nào bên kia nữa không? Đúng rồi, bên kia nữa. Tùng kim cương này tùng giống anh để chơi hay là anh để giao lưu? Có giao lưu luôn. Mình giao lưu là 400 ngàn một cây. Rồi cầm cái tùng kim cương. Phải tùng kim cương không? Tùng kim cương. Cây này là nuôi 3 năm mới được vậy nè. 3 năm. Từ cầm tới đến nuôi như vậy là 3 năm rồi. 400 ngàn một cây. 400 ngàn một cây. Mà mình bán mấy cây mình mới bán? Khoảng chục cây trở lên tại vì chục cây mới gửi được chục cây trở lên ha. Đó là bao ship à, không bao ship à? Không bao ship à, không bao ship. Hàng này nó lâu lớn à, nó lâu lớn lắm. Cái này xịt thuốc cũng vậy anh à, cũng xài phân thuốc vậy luôn. Muốn cho nó lên đọt đó thì mình gãi 30-99, còn sâu rậy thì mình xài thường là xài gen hồi đó giờ xài gen với Atonis không à. Atonis là còn kích thích muốn kích rễ nó thì xài thằng N3M.
này là kích đọt, nó kích 30 kích là lên đọt rồi nè. Thì ảnh có mấy miếng giường lắm, bây giờ có thể qua cái mấy miếng giường kia để mình coi, mình cho anh chị mình coi để giao lưu luôn ha. Rồi đi qua bên kia, gần đây là đi luôn. Đây, đây là cái khu thứ hai cũng kế bên luôn. À, dạng liên tùng ha. Rồi. Anh chị em mình có nhu cầu mà sắm cây lớn mà hàng bông này cũng kêu bonsai, bonsai đại anh ha. Bonsai đại á. Bonsai đại. À, cây cái dạng cây. Leo lên tỉnh không biết giết gì luôn nè. Đó. Thấy không? Dạng cành cũng là cũng hơi khủng khiếp không? Đó. Dạng cành mình leo tỉnh không có gì chi nghe gì hết á. Có cành bự hơn cái cụm giò của mình. Nè. Cái chi cành một á, cây to. Đây là cái nhà của ảnh là cách cầu chợ huyện Chợ Lách, cầu Chợ Lách mới là khoảng cây số, đi về hướng phà gì quên rồi, phà là Thái Lộc qua cái lại. Đây cũng cây tùng luôn. Rồi xịt phân thuốc thì anh chị em mình lưu ý hồi nãy anh Khải chia sẻ. Rồi có hàng bonsai đó nè. Cái đó cây lũa thì cũng được. Cây lũa ha. Đẹp quá à. Lũa thì cũng được. Cây này mười mấy năm rồi nè. Mười mấy năm. Ừ. Cái gỗ tùng nó chắc lắm, nó không bao giờ mục. Mỏng như vậy mà mười mấy năm mà chưa mục chưa dễ nè. Cứng thêm chứ nó không có mục. Số cây tùng kia cây nào nó cũng cao khoảng tầm 2-3 mét tới lên anh chị mình ha. Ừ, cao 2-3 mét không ạ? 2-3 mét, đây cũng có tùng giống nữa nè. Ừ, tùng giống nhiều. Cây này có bán không? Bán. Đây đâu, anh hỏi lại cho anh cầm giùm em đi. 40.000 cây. À 40.000 cây, anh kéo ra giùm em đi cho người ta coi ha. Đây dạng liên tùng cao 40, 50, 60. 40 là từ cái bầu á, từ cái mặt bầu á. Cái đó cũng tùng kim cương ha, chắc ghép ha anh. Cương ghép, ghép Đài Loan. Ở đây chủ yếu cây tùng ha anh chị em mình. Rồi chuyên mục mà kết nối với nhà vườn thì tạm thời bấy nhiêu đây ha. Thì anh chị em mình lưu số điện thoại của anh Khải vấn đề. Cái này ghép cung cương. À ghép. Cái đó 80 hoành ghép cung cương. 80 hoành trồng ghép cung cương. Vấn đề về kỹ thuật hay là phân thuốc gì mà số anh chị em mình chưa có hiểu hay là góp ý gì đó thì góp ý thì liên hệ với em. Còn mà kỹ thuật bạn Liên Tùng á thì người ta gọi cho anh, anh có tư vấn được không anh Khải? Được anh. Rồi được. Có vấn đề kỹ thuật gì thì liên hệ với anh Khải. Anh Khải có thể tư vấn, góp ý cho anh chị em mình làm tốt hơn. Tại vì ảnh những cái cây này là anh làm cũng lâu năm rồi. Đây mình cũng ở trung huyện ha, thuộc huyện Chợ Lách luôn. Rồi cảm ơn anh Khải ha. Hẹn gặp lại những video lần sau. Thì ngày mai mình sẽ quay cho nhà vườn Thùy Dương. Thì Dương cũng ở gần đây, thì Dương bonsai á, anh chị em mình có theo chân chủ kết nối với những nhà vườn khác.